sống đến từng tuổi này mới biết. Cho tôm vào đậu phụ rồi hấp chín sẽ trở thành món ngon không thể thiếu trong những dịp lễ Tết. Hãy like và lưu lại nhé. Đầu tiên, chia đậu phụ thành 4 phần rồi bày ra đĩa. Mua 10 con tôm với giá 50.000. Sau khi bóc vỏ, cắt phần lưng tôm. Sau đó đặt tôm đã bóc vỏ lên đậu phụ. Cho 3 quả trứng vào tô. Dùng đũa khuấy thật kỹ. Thêm nước ấm gấp 1,5 lần trứng. Đối với bạn, một lượt like chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với tôi, một lượt like có thể khiến tôi vui cả ngày. Bạn hãy giúp tôi nhấn like video này đi. Cảm ơn rất nhiều. Sau đó đổ trứng vào đậu phụ. Đun sôi nước và hấp trong 8 phút. Đừng hấp quá lâu. Cho dầu nóng vào hành lá. Rưới lên đậu phụ hấp tôm. Chỉ cần nêm một thìa nước tương là đã tươi ngon rồi. Đậu phụ tôm làm theo cách này ngon mềm. Cả nhà già trẻ đều thích ăn. Nếu thích hãy lưu lại và làm cho gia đình nhé. Không ngờ rằng thịt lợn lại có thể nấu được kiểu này. Ngoài giòn trong mềm, ăn một lần là mê ngay. Đầu tiên cắt thịt vai thành lát dày. Thêm hành, gừng, rượu để khử mùi tanh. Một thìa dầu hào. Một ít bột ngô. Bí quyết để có món ăn ngon chính là gói muối tỏi tiêu này. 30.000 năm gói. Đã ăn nhiều loại nhưng loại này vẫn ngon nhất. Ướp trong 1 giờ rồi chiên. Nhớ chiên từ từ trên lửa nhỏ. Nếu không, bên trong không chín mà bên ngoài đã bị cháy. Chiên cho đến khi vàng đều hai mặt. Thịt muối tiêu kiểu này, người lớn và trẻ em đều thích ăn. Thịt gà mua ở ngoài về đừng trực tiếp luộc ăn luôn. Hãy làm món gà sốt tương phiên bản tại nhà này nhé. Hương vị sốt đậm đà, rất ngon. Chuẩn bị một con gà. Dùng nước sôi chần sơ sẽ dễ lên màu hơn. Sau đó thêm gừng, tỏi. Hai thìa tương nhạt. Nửa thìa tương đen, dầu hào. Xoa đều khắp cơ thể, ướp trong 20 phút. Quét một lớp dầu vào đáy nồi cơm điện để chống dính. Trải một lớp hành tây. Cho thịt gà đã ướp vào. Đổ nước sốt vào nữa, đậy nắp. Chỉ cần nhấn nút nồi cơm điện, đợi trong 35 phút. Món gà mềm mọng nước đã xong. Thực sự rất ngon. Nếu bạn thích thì hãy thử ngay. Sáng nay dậy muộn, nên làm bánh mì nướng cho người lười trong 10 phút. Đậm vị kem, mềm ngọt. Cắn một miếng là ngập nhân. Tan chảy trong miệng. Đơn giản, bổ dưỡng mà ngon miệng. Hãy chọn bánh mì nướng loại dành cho trẻ em này. Không chuyển hóa axit béo. Hàm lượng canxi rất cao. Ngoài ra còn bổ sung thêm những dưỡng chất mà trẻ cần. Đổ lượng sữa vừa đủ để sữa thấm vào bánh mì. Làm chảy bơ. Chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt là được. Món bánh bí ngô nướng sữa vô cùng thơm ngon. Mềm lại thơm mùi sữa đến rồi đây. Thêm 2 quả trứng gà. 1 thìa đường. 100ml sữa nguyên chất vào trộn đều. Bí đỏ cắt thành miếng hạt lựu. Đổ vào hỗn hợp sữa. Cho vào nồi chiên không dầu ở 160 độ nướng 25 phút là xong. Mở ra là mùi hương bay khắp nhà.